truyền thuyết về Ôn Thần. Truyền thuyết dân gian kể rằng ôn dịch không chỉ là một loại bệnh tật mà còn là sinh mệnh hết sức thực tại. Thần ôn dịch phụng thiên thừa mệnh thi hành phát tán bệnh dịch. Những lần ôn dịch xảy ra trong lịch sử đều do thần ôn dịch và quỷ ôn dịch tạo thành. Số người chết do ôn dịch rất lớn, tuy nhiên những người tránh khỏi cũng không phải ít. Trận đại ôn dịch hiện nay có thể kéo dài lâu như vậy lại hoành hành không kiểm soát, kỳ thực có quan hệ rất lớn đến nhân tâm của con người. Điển tích nổi tiếng của đạo gia Trảm Ôn Đoạn Dịch Phẩm có viết rằng: nhân tâm băng hoại, ngũ tình loạn tạp. Nghĩa là khi nhân phẩm xã hội bắt đầu tuột dốc, không còn đạo đức ước thúc, người người bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, không tin vào chân lý, tùy tiện làm điều xấu, sử dụng những chiêu thuật xấu xa để chiếm đoạt lợi ích cho bản thân. Lúc này tà khí có thể xâm nhập, ôn dịch chính là đến vào những lúc như thế. Lai lịch của thần ôn dịch. Trong truyền thuyết dân gian, ôn thần có 5 vị. Trong cuốn Tam Giáo Nguyên Lưu Sảo Thần Đại Truyện ghi chép rằng, vào một ngày tháng 6 năm thứ 11 của hoàng đế khai triều nhà Tùy, trên trời đột nhiên xuất hiện 5 vị ôn thần. Họ khoác áo choàng với màu sắc khác nhau, lơ lửng giữa thiên không, cách mặt đất khoảng 35 trượng. Đồng thời trong tay còn cầm những thứ như bảo kiếm, quạt, búa, đao, hồ lô cùng các loại pháp khí khác. Khi này, quan viên bách tính ai nấy đều sững sờ, không nói nên lời. Khi Tùy Văn Đế hay chuyện, ông tọa vị không yên, liền hỏi Thái Sứ Công Trương Cư Nhân rằng: họ là thần linh nơi nào vậy? Là tai họa hay cát phúc? Trương Cự Nhân trả lời Tùy Văn Đế rằng: năm vị thần này là ngũ phương lực sĩ, hay được gọi là năm vị ôn thần. Khi ôn thần xuất hiện, nhân gian chắc chắn sẽ bùng phát dịch bệnh. Thượng thiên giáng ôn dịch, con người khó mà trốn thoát. Ông muốn khuyên thánh thượng hãy chuẩn bị tốt tâm lý, bệnh dịch rồi sẽ bùng phát khắp nơi. Quả nhiên năm đó nước Tùy bùng phát trận đại ôn dịch, dân chúng chết rất nhiều. Tùy Văn Đế xây dựng miếu thờ cúng bái trời thần, phong ngũ phương lực sĩ là tướng quân, và còn định ra ngày năm tháng năm hàng năm để cúng bái. Vậy nên trong những năm thời nhà Tùy Đường đều chọn ngày năm tháng năm là ngày kính lễ ôn thần. Dịch bệnh không được phát tán nếu thần linh không cho phép. Tháng 7 những năm Can Đạo thời Nam Tống phát sinh một câu chuyện truyền kỳ về một người chết đi sống lại. Vương Thập Ngũ là gia bộc nhà Uông Thị ở thôn Vũ Nguyên Thạch Điền. Khi đang cày ruộng đột nhiên hôn mê, chết bất tỉnh. 8 ngày sau, anh ta đột nhiên hồi sinh một cách kỳ diệu. Sau đó anh đã kể lại những trải nghiệm trong lúc hôn mê của mình. Nguyên lai là do khi anh đang cày ruộng, nhìn thấy hơn 10 người đến từ phía Tây. Những người này đều mặc đạo phục, mang theo những chiếc rương, hộp và quạt lớn. Họ bắt ép Vương Thập Ngũ chọn cầm một chiếc rương, rồi đi cùng đường với họ. Đến miếu Ngũ Hậu ở huyện Thành, họ bày tỏ tâm ý muốn được phát tán dịch bệnh ở Vũ Nguyên. Tuy nhiên, Ngũ Hậu không cho phép, còn hạ lệnh cho họ nhanh chóng rời đi. Họ lại đi đến Nhạc Miếu, cũng bị lệnh cho rời đi sớm. Sau đó lại tới huyện Hưu Ninh ở Huy Châu bái kiến thần linh đương địa. Nhưng thần linh đều không cho phép họ hành dịch bệnh. Lúc này họ có phần thất vọng. Sau đó họ lại chuyển hướng đến Tuyên Châu. Vừa đặt chân vào đền lớn, đã có người ra đón nghênh tiếp. Theo sự cho phép của thần Bắc Môn phát tán bệnh độc, khi ở trong nhà họ Mạnh, họ lấy từ trong rương ra các loại vũ khí để quạt hoặc bắn bệnh độc, ai trúng phải đều chết.
Năm đó, chiếc tay Bách Tính nhiễm bệnh dịch không kể xiết là bao nhiêu người. Tuy nhiên, vùng chiếc đông Tương An lại vô sự. Bởi lẽ, những người dân địa phương nơi đó rất chân thành và tốt bụng. Họ luôn tôn thờ kính ngưỡng các vị thần, bởi vậy mới đắc được sự nhân từ bảo hộ của Thành Hoàng và các thần minh khác ở địa phương. Thế nên, dịch quỷ không được phép phát tán dịch bệnh nơi đó và dân chúng được bình an vô sự. Nhiều người thắc mắc tại sao bệnh dịch không xuất hiện đồng loạt ở mọi nơi. Có nơi dịch bệnh xuất hiện để lại hậu quả nghiêm trọng, có nơi lại bình an vô sự. Kỳ thực, nếu như thần linh không cho phép, thì bất cứ nơi đâu cũng không được tùy ý xuất hiện ôn dịch. Nghe chuyện xưa, ngẫm chuyện nay, trong bước khốn cùng của đại nạn ập đến, viện đến những thuốc men y tế hiện đại, nhưng cũng đành bất lực. Trong mơ hồ, con người vẫn cầu mong điều gì đó vô hình cứu rỗi linh hồn mình. Hết thảy sự việc nhân gian đều có thần cai quản. Con người nếu biết hối cải mà sống một đời thiện lương, không ngừng tích đức, kính ngưỡng thần Phật, thì khi đại nạn dịch bệnh hiểm nguy đến, sẽ được bảo hộ mà an toàn vượt qua giông bão.